Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin giờ chót ngày 20 tháng 2 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Chelsea đủ khả năng thắng Liverpool ở chung kết Carabao Cup. Thưa quý vị, The Blues vừa gây ấn tượng khi cầm hòa đương kim vô địch Manchester City 1-1 ngay trên sân Etihad tại ngoại hạng. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Pochettino đã mở tỷ số trước. Sau đó họ chơi phòng ngự phản công vô cùng khó chịu. Thưa quý vị và bạn, nếu như các chân sút của Chelsea chơi tốt hơn, tỷ số đã có thể là 2 hoặc 3-0 trước khi Rodri gỡ hòa cho đội chủ nhà. Đội bóng của huấn luyện viên Pochettino đã có trận hòa xứng đáng tại Etihad sau chiến thắng đầy dũng khí 3-1 trước Crystal Palace. The Blues sẽ chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn mùa giải này với Liverpool tại Wembley vào cuối tuần này. Liver vẫn đứng đầu ngoại hạng Anh sau chiến thắng 4-1 trước Brentford, nhưng họ đã phải trả giá khi mất bộ ba Diogo Jota, David Nunes và Curtis Jones vì những chấn thương khác nhau. Trong khi đó thì Alisson Becker và Alexander Arnold hiện vẫn đang vắng mặt. Cựu vệ của Manchester United Gary Neville cho rằng đoàn quân của Pochettino có cơ hội để thực sự đánh bại Liverpool ở trận chung kết tới đây. Đây là một trận đấu lớn với Chelsea, nhưng cũng là trận đánh lớn với Liverpool. Tôi nghĩ Liverpool được đánh giá cao hơn một chút, nhưng Chelsea có cơ hội thực sự. Những gì Chelsea thể hiện trước Manchester City thực sự khiến tôi vô cùng ấn tượng. Họ có thể thu mình và chờ đợi cơ hội để phản công trước Liverpool, như những gì đã thể hiện ở Etihad. Nicolas Jackson và Sterling cần khoảng trống. Cole Palmer thích thực hiện những đường truyền vào khoảng trống đó. Liverpool đang gặp khó khăn về mặt lực lượng. Họ đang mất một vài cầu thủ quan trọng. Điều đó có thể khiến cán cân giữa hai đội trở nên cân bằng hơn. Mbappe liệu có làm rối loạn Real Madrid? Kylian Mbappe đã chính thức thông báo quyết định rời Paris Saint-Germain vào cuối mùa giải với các đồng đội vào tuần trước. Và có nhiều cơ quan truyền thông uy tín ở Tây Ban Nha cho rằng cầu thủ người Pháp sẽ tới Real Madrid vào mùa hè. Tuy nhiên, huyền thoại của Arsenal và Chelsea, đó là Partey, đã cảnh báo Real Madrid về việc ký hợp đồng với cầu thủ 25 tuổi. Điều này có thể mang lại rủi ro lớn theo những chia sẻ của ông trên tờ AS như sau. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng thành thật mà nói nhá, 67 triệu người dân Pháp không biết rõ ràng về quyết định vào cuối mùa giải của cậu ấy. Hai tuần trước rằng anh ấy sẽ sớm đưa ra câu trả lời trước khi mùa giải kết thúc. Vì vậy, tôi không biết liệu anh ấy có ở lại Paris hay không. Có quá nhiều suy đoán, quá nhiều cuộc thảo luận, quá nhiều thỏa thuận và những thứ tương tự. Nói về Mbappe, bạn không biết những điều gì đang xảy ra cả. Cậu ấy thậm chí vẫn có thể sẽ ở lại Paris. Nếu như Mbappe đến Madrid thì đó là một vấn đề. Nó không chỉ đến từ quỹ lương mà còn là quyền lực trong phòng thay đồ. Jude Bellingham cũng như Vinicius đang đảm bảo không ghi bàn cho Real Madrid. Mbappe tới đây sẽ chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng không ai đảm bảo rằng cậu ấy sẽ chơi tốt ở mũi nhọn cao nhất. Mbappe có khả năng trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất khi được cho là chuẩn bị ký hợp đồng 5 năm với mức lương từ 15 đến 20 triệu euro mỗi mùa. Ngoài ra còn bao gồm tiền thưởng dựa trên thành tích nữa. Cầu thủ CM98 hiện vẫn đang tập trung vào Les Paris Saint và sẽ ra sân cho trận đấu tiếp theo cho đội bóng của Luis Enrique gặp Rennes trong cuộc đụng độ tại Ligue 1 vào chủ nhật. Messi tặng quả bóng vàng thứ 8 cho Barca. Sau hai mùa giải ở Pháp, Messi đã cập bến Inter Miami vào hè 2023 theo dạng chuyển nhượng tự do. Hồi tháng 10 năm ngoái, La Pulga được trao giải quả bóng vàng. Đây là quả bóng vàng thứ 8 cho sự nghiệp sau màn thể hiện phi thường tại World Cup 2022, lập đại công giúp đội tuyển Argentina giành chức vô địch. Tuy nhiên, thay vì trưng bày quả bóng vàng ở nhà riêng, Messi sẽ lại tặng nó cho Barca, đội bóng cũ của anh. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin. Trước đó, 7 quả bóng vàng mà Messi giành được đang được trưng bày trong bảo tàng chính thức của đội bóng xứ Catalan. 6 quả bóng vàng đầu tiên mà Messi sở hữu đến trong quãng thời gian anh khoác Barca. Siêu sao người Argentina giành được quả bóng vàng thứ 7, lúc đó chuyển sang Paris Saint-Germain. Song thành tích chủ yếu vẫn đến từ những đóng góp tại Barca. Do đó Messi quyết định trao tặng nó cho đội chủ sân Camp Nou. Việc Messi tặng quả bóng vàng thứ 8 cho Barca đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Messi thực sự không còn dính líu gì đến Barca trong quá trình hoạt động ra giải thưởng này, nhưng vẫn quyết định gửi tặng nó cho câu lạc bộ. Điều đó cho thấy Messi vẫn còn tình cảm rất to lớn với Barca. Anh thực sự coi Camp Nou là mái nhà thứ hai của mình. Và những cổ động viên chân chính đều mong rằng sẽ có ngày Messi trở về Barcelona với tư cách một huấn luyện viên. Casemiro may mắn không bị đuổi. Tại vòng 25 Premier League mùa giải 2023-2024, Man United có chuyến làm khách trên sân của Luton Town. Quỷ đỏ đã dẫn trước 2 bàn sau 7 phút, giành chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Remus Soilon. Ở trận đấu này thì Casemiro đã bị thay ra khi hiệp 1 khép lại. Anh nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ của đối phương Amri Bell. Ngôi sao châm nhâm thân suýt phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha lao vào đối với tiền vệ Ross Barkley của đội chủ nhà. Huyền thoại của Liverpool, Sonnes cho rằng nếu như tiền vệ Casemiro tiếp tục chơi bóng thiếu tỉnh táo, thiếu bình tĩnh, anh có thể khiến Man đỏ nhận những kết quả bất lợi. Những tình huống vào bóng kiểu như vậy của Casemiro diễn ra nhiều năm qua rồi. Đó là cách cậu ấy chơi ở Real Madrid. Cậu ấy nổi tiếng với những pha phạm lỗi chuyên nghiệp, cản phá các pha đột phá của đối phương, phạm lỗi, có thể phải nhận thẻ vì một tình huống đe dọa đối thủ. Thưa quý vị và bạn, bạn có thể phải nhận thẻ đỏ cho rất nhiều thứ, nhưng cậu ấy thì không phải chịu điều đó. Cậu ấy phạm lỗi, cậu ấy nhìn thấy nguy hiểm rồi hành động chậm lại. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục chơi bóng như vậy, tôi nghĩ sẽ có một ngày MU sẽ phải trả giá. Trong khi đó thì cựu cầu thủ Jamie Redknapp cũng cho rằng Casemiro đã may mắn thoát thẻ đỏ ở trận đấu với Luton Town. Đây là một tình huống rất dễ để đưa ra quyết định, bạn không thể tranh chấp như vậy được.
nhất là khi đã bị phạt thẻ. Casemiro đã rất may mắn ở tình huống này. Nhìn chân trái của cậu ấy mà xem. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc có thể phải ngồi tù. Vâng thưa quý vị, bóng đá Hàn Quốc hiện tại đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn với drama nối tiếp drama, từ những vấn đề chuyên môn cho đến những lùm xùm hậu trường. Ở giới thượng tầng, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc ông Chung Mong-kyu cũng đang chịu những sức ép rất lớn từ người hâm mộ, từ dư luận, từ truyền thông. Đa số đều cho rằng ông nên từ chức càng sớm càng tốt. Mới đây thì ông Chung Mong-kyu tiếp tục vướng phải một sự việc không hay. Theo cập nhật của tờ Chosun, cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra đối với chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc hiện tại, và vị chủ tịch bị cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh khi đơn phương bổ nhiệm ông Jurgen Klinsmann là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc. Được biết, các cơ quan đang điều tra và có khả năng ông Chung đã can thiệp vào công việc của các quan chức bóng đá đất nước này, ép họ phải chấp nhận việc Klinsmann trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển xứ sở kim chi. Trước đó vào ngày 16 tháng 2, chủ tịch Chung đã tiết lộ quy trình chiêu mộ huấn luyện viên Jurgen Klinsmann và ông khẳng định có nhiều sự hiểu nhầm. Có nhiều sự hiểu nhầm khác nhau về quá trình lựa chọn huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Đó là một quá trình tương tự như khi lựa chọn cựu huấn luyện viên Beto. Sau khi thu hẹp danh sách từ 61 xuống 23, đã có thêm 5 người nữa được phỏng vấn. Sau đó hai người tiềm năng nhất đã được lựa chọn và cuối cùng huấn luyện viên Jurgen Klinsmann trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc. Trong ngày 20 tháng 2 thì ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA đã chính thức công bố thành lập ủy ban tăng cường quyền lực với mục tiêu giải quyết các vấn đề chuyên môn mà trọng tâm là tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển quốc gia đất nước này. Được biết ủy ban này bao gồm 11 thành viên với huấn luyện viên Chung Hae-sung được bầu làm chủ tịch. Ông Chung rõ ràng là người quen của bóng đá Việt Nam khi từng làm giám đốc kỹ thuật ở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và dẫn dắt câu lạc bộ Hồ Chí Minh ở V-League. Đáng chú ý trong thành phần ủy ban tăng cường quyền lực KFA còn có sự hiện diện của ông Lee Jang-jin, cựu trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn từ 2017 đến 2023. Trợ lý huấn luyện viên Lee Jang-jin được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc lựa chọn nhờ kinh nghiệm về bóng đá Đông Nam Á sau những năm tháng thành công của đội tuyển Việt Nam. Điều này đã thể hiện rõ cho phần chú thích vai trò mà KFA đăng tải. Khi còn làm việc ở đội tuyển Việt Nam, vị trợ lý sinh năm 63 được ví là bộ não của huấn luyện viên Park Hang-seo, đặc biệt ở khâu phân tích, hướng dẫn kỹ thuật và lên chiến thuật. Ông từng nhiều lần thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo điều hành các buổi tập, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam. Thậm chí ông trực tiếp là huấn luyện viên tạm quyền U23 Việt Nam ở một vài trận đấu. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Lee Jang-jin cũng chưa dẫn dắt đội bóng nào. Đó cũng là lý do mà ông đã nhận lời làm việc trong vai trò thành viên của ủy ban tăng cường Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giờ chót ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.